đây là tạo ra giá trị cho người dùng để mình bán được hàng. Nhưng sau khi bán được sản phẩm rồi thì nó còn phải tạo ra cái sự phát triển cho xã hội và cộng đồng một cách văn minh và tiến bộ. Thì cái sứ mệnh đấy mặc nhiên nó tự khắc nó sẽ được lan tỏa. Và đấy gọi là sứ mệnh yêu thương. Vậy cho nên trong một doanh nghiệp khi mà đặt sứ mệnh thì việc đầu tiên là phải nói là làm gì, cho ai, bằng cách nào và tác động xã hội ra sao. Thì một cái sứ mệnh đầy đủ như vậy thì nó mới gọi là một sứ mệnh. Kính thưa quý vị, nhân sự là giá trị cốt lõi để hình thành nên doanh nghiệp. Và việc nhận diện nhân sự đã làm đúng việc theo vị trí sắp xếp trong tổ chức hay chưa còn quan trọng hơn trình độ nhân sự. Điển hình, trong tổ chức doanh nghiệp được chia thành 4 cấp rõ ràng. Ông chủ là thành phần phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp. Cấp lãnh đạo phải xây dựng được chiến lược và luật nội bộ của doanh nghiệp để đạt được tầm nhìn và sứ mệnh mà ông chủ giao phó. Cấp quản lý căn cứ luật nội của doanh nghiệp để tuyển dụng, sử dụng nhân lực vận hành theo luật doanh nghiệp. Và nhân viên là người thực thi công việc và hưởng chính sách theo luật doanh nghiệp đã ban hành. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà không phải doanh nghiệp nào cũng ý thức hoàn thiện các bước trong quản trị, quản lý, vận hành. Điều này khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây. Và để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe phần chia sẻ của ông Ngô Minh Tuấn, hiện là chủ tịch của công ty cổ phần tập đoàn CEO Việt Nam Holding và cũng là chủ tịch của nhiều doanh nghiệp, là người trực tiếp đang hướng dẫn và đào tạo hàng nghìn các chủ doanh nghiệp khác cũng như các CEO trên toàn cầu. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời đến tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào Diễm Loan, xin chào các quý vị đang theo dõi truyền hình. Thưa ông, trước tiên thì theo như Loan được biết, ông hiện đang là chủ của các doanh nghiệp cũng như là người trực tiếp hướng dẫn và đào tạo cho rất nhiều những chủ doanh nghiệp khác cũng như là các CEO trên toàn cầu. Vậy thì đánh giá của ông như thế nào về các doanh nhân Việt Nam chúng ta hiện nay ạ? Vâng ạ, nếu mà phải nói về doanh nhân Việt Nam thì tôi bàn đến cái chữ khát vọng. Tức là chúng ta có hai phần, một phần khát vọng cho bản thân mình và một phần khát vọng là xây dựng cho cái đất nước, cho cái cộng đồng này nó phát triển. Nhưng ở đâu đó thì cái tỷ lệ mà các doanh nhân đang đặt khát vọng sai chỗ, tức là họ sẽ đặt lợi ích, cái quyền lợi cá nhân của mình nhiều hơn cho cộng đồng, thì chúng ta cần phải làm một cái động tác, đó là chuyển dịch khát vọng từ cái khát vọng cá nhân sang cái khát vọng để xây dựng cho cộng đồng, để làm cho doanh nhân Việt Nam trở nên vĩ đại. Dạ, và với tất cả những kinh nghiệm trong suốt quá trình đào tạo cho các doanh nhân tới tận ngày hôm nay, thì nếu dành lời khuyên cho các doanh nhân Việt Nam thì ông sẽ nói gì với họ? Thì tôi thường là chia sẻ với các học viên và các cái CEO mà anh em là cấp dưới của tôi, đó là làm gì thì làm cũng phải quan tâm đến lợi mình, lợi người và lợi khách hàng. Chúng ta bàn đến cái câu chuyện của cộng đồng, như là môi trường, như là đóng thuế, như là tuân thủ pháp lý, tuân thủ đạo đức. Còn lợi người ở đây chính là thu nhập của cán bộ nhân viên, họ ngày một tốt lên, tức là nhìn vào đời sống của nhân viên. Và cuối cùng là doanh nghiệp của mình vẫn còn lợi nhuận để chia cổ tức cho các cổ đông. Thì cái đó tôi gọi là triết lý 3L, tức là lợi mình, lợi người và lợi cho cộng đồng. Như vậy có nghĩa là để một doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững thì chắc chắn là chủ của doanh nghiệp phải quan tâm tới nhiều cái lợi ích xung quanh và cùng phát triển lợi ích song song của công ty mình và của người lao động và cả xã hội nữa thì mới đạt được đến cái mục tiêu cuối cùng là phát triển chung, đúng không ạ? Đúng rồi Diễm Loan, tức là khi mà chúng ta làm một việc gì đó thì chúng ta phải quan tâm đến lợi ích của các cái bên và chia sẻ lợi ích, thì có như vậy thì doanh nghiệp mới sống bền vững được, vì chúng ta cộng sinh với nhau mà. Dạ, và khi nghe qua những chia sẻ vừa rồi của ông thì Loan cũng cảm nhận thấy đó là tâm huyết của ông dành cho các doanh nghiệp. Và với cái kinh nghiệm trong nhiều năm là người thầy của rất nhiều những cái doanh nhân hiện nay rồi, thì theo ông, những cái giải pháp cơ bản nào các doanh nghiệp sẽ cần phải áp dụng để có thể giải quyết những vấn đề hiện nay của họ? Tức là hiện nay trong doanh nghiệp nó có hai cái dòng chảy mà mỗi một cái chủ doanh nghiệp cần phải nắm rất rõ cái triết lý. Dòng chảy đầu tiên đó là dòng chảy trao giá trị. Dòng chảy trao giá trị là gì? Nhân viên thì là người trao giá trị cho khách hàng. Xong rồi cấp trưởng phòng thì lại trao giá trị cho nhân viên thông qua quản lý luật và đào tạo về mặt chuyên môn. Xong rồi cấp lãnh đạo thì để trao giá trị cho trưởng phòng thông qua mở rộng doanh nghiệp. Tức là lãnh đạo là mở đường mà, mở các con đường cho doanh nghiệp. Và ông chủ tịch là người nắm giữ cái cơ chế trao giá trị đấy, để nó không bị chạch mất cái cơ chế trao giá trị, giống như là mình đã tuyên ngôn về mặt sứ mệnh ngay từ đầu, là mang cái gì đến cho khách hàng. Thì đấy tôi gọi là dòng chảy của công việc. Như vậy dòng chảy của công việc trao giá trị là đi từ dưới lên, chứ không phải là dòng chảy trao giá trị là đi từ trên xuống. Nhưng mà rất nhiều các lãnh đạo đang hiểu lầm về chuyện đó.
Cho nên họ hay quan tâm đến cái vai trò của lãnh đạo chứ ít khi quan tâm đến cái vai trò trao giá trị của nhân viên. Nhưng câu chuyện thứ hai đó là dòng chảy của tiền bạc. Thì dòng chảy của tiền bạc thì nhờ trao giá trị mà khách hàng lại trao giá trị tiền bạc về cho doanh nghiệp, mà chúng ta hay gọi là doanh thu. Dạ. Thế thì căn cứ vào doanh thu đó thì có một số chi phí đã trao đi, nhưng có một số chi phí chúng ta phải trả lại cho người lao động để họ còn tồn tại hạnh phúc, để họ tiếp tục trao giá trị. Thì cái dòng chảy thứ hai đó là dòng chảy của tiền bạc thì lại chảy từ trên xuống. Cho nên trong một doanh nghiệp, ông lãnh đạo thì chúng ta tuyên ngôn là lợi mình, lợi người, lợi khách hàng hay là lợi cộng đồng, thì nó phải bằng chính là cái luật chia giá trị trao đi và luật chia tiền trong nội bộ. Thì cái này đối với doanh nghiệp Việt Nam họ hay bị quên, cho nên dẫn tới tức là trao giá trị thì nhớ nhưng chia tiền cho nhân viên thì hay quên cái luật này, và dẫn tới là Tuấn gọi là trong doanh nghiệp nó không được luân hồi. Dạ. Mà cái gì không luân hồi thì nó không có tiến hóa và cũng sẽ không thể nào bền vững được, đúng không ạ? Dạ. Và khi mà nói tới một doanh nghiệp thì Loan nhớ là đã từng có lần Loan được nghe chia sẻ từ ông Ngô Minh Tuấn về cơ chế khoán. Dạ, xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cơ chế khoán là gì và tại sao lại nên áp dụng vào trong các doanh nghiệp như ông đã từng có dịp chia sẻ ạ? Cái cơ chế khoán á, là Tuấn làm, thì trong cơ chế khoán thì nó có 4 cái cơ chế khoán. Một là chúng ta khoán theo cái hiệu quả doanh thu. Hai là khoán theo chi phí. Ba là khoán theo lợi nhuận. Và cuối cùng nữa là khoán nốt cả cái việc mà vận hành tổ chức, tức là cho cấu trúc vốn đấy. Dạ. Như vậy là sẽ có 4 cái cách khoán như vậy. Thế thì cái cơ chế khoán nó sẽ giúp cho người lao động họ chủ động được toàn bộ, họ ra quyết định trên cái vùng mà mình phân quyền cho họ được họ hoạt động. Và xây dựng cơ chế khoán như vậy thì người lao động hay bất cứ ai trong doanh nghiệp thì bản chất là luật là đơn vị tối cao nhất chứ không phải người. Nhưng mà nếu trong doanh nghiệp mà không xây dựng một cái cơ chế khoán một cách rõ ràng thì dẫn tới cái tình trạng là người lao động họ phải tuân thủ cái người đứng đầu, và người đứng đầu là người cao nhất. Và một đất nước hay như là một đất nước, một thể chế hay là một doanh nghiệp, mà khi nào mà hoạt động của doanh nghiệp nó phụ thuộc vào cái quyết định của người đứng đầu, tức là cái cảm tính quyết định của người đứng đầu, thì doanh nghiệp đó không có bền vững. Và một đất nước mà muốn phát triển hay một doanh nghiệp phát triển thì chính là hệ thống luật nó bền vững và nó được chuẩn hóa để làm sao đấy nó chia sẻ cái quyền lợi, cái lợi ích cho các bên, là lợi mình, lợi người, lợi cộng đồng, giống như mà Tuấn với Diễm Loan chia sẻ từ đầu. Thưa ông, khi mà các doanh nghiệp thành lập thì Loan thấy là đa phần đều có nhắc đến hai từ sứ mệnh. Vậy thì theo ông, sứ mệnh của một doanh nghiệp là gì? Và sứ mệnh của cá nhân ông cũng như là tổ chức mà ông đang điều hành ra sao ạ? Bản chất khi chúng ta sinh ra một cái, bất cứ một cái sản phẩm, một dịch vụ hay là một business nào, thì bản chất đó chính là trao đi giá trị cho người dùng. Tôi gọi là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là sứ mệnh đối với người dùng. Nhưng mà nếu mà cái người ấy dùng xong mà cái người xung quanh họ lại còn được hưởng lợi hơn thì gọi là cái tính tác động xã hội. Ví dụ như một đứa trẻ được học một cái khóa học, nhưng ngoài cái việc mà trí tuệ của các con nó lên, nhưng mà nó lại còn ảnh hưởng đến gia đình, tức là nó sống đạo đức, nó yêu thương mọi người hơn, thế là gia đình lại còn được đón nhận cái giá trị đó. Nhưng mà nếu mà đứa trẻ nó lại còn muốn lại có cái khát vọng xây dựng một cái làng xóm tốt hơn thì nó tác động đến cộng đồng. Nhưng mà thậm chí còn tác động đến nhân loại, như là đạo Phật ra đời hay đạo Thiên Chúa ra đời, còn làm cho tất cả con người trở nên yêu thương nhau, sống với nhau hiền hòa và trí tuệ. Thì cái đó là tính tác động xã hội nó đủ lớn. Vậy thì sứ mệnh ở đây là tạo ra giá trị cho người dùng để mình bán được hàng. Nhưng sau khi bán được sản phẩm rồi thì nó còn phải tạo ra cái sự phát triển cho xã hội và cộng đồng một cách văn minh và tiến bộ. Thì cái sứ mệnh đấy mặc nhiên nó tự khắc nó sẽ được lan tỏa. Và đấy gọi là sứ mệnh yêu thương. Vậy cho nên trong một doanh nghiệp khi mà đặt sứ mệnh thì việc đầu tiên là phải nói là làm gì, cho ai, bằng cách nào và tác động xã hội ra sao. Thì một cái sứ mệnh đầy đủ như vậy thì nó mới gọi là một sứ mệnh. Thế sau đó chúng ta mới bàn đến cái câu chuyện là sứ mệnh của cá nhân Tuấn. Thế thì cái khát vọng của Tuấn là Tuấn muốn xây dựng một cái thế hệ từ lúc trẻ cho đến lúc lớn lên, họ trở thành khẳng định được cái tầm vóc của doanh nhân Việt Nam. Nhưng trên cơ sở là có hai yếu tố, là họ thành công nhưng phải hạnh phúc. Chứ còn hiện nay thì rất nhiều doanh nhân thành công thì có, nhưng hạnh phúc rất là ít. Cho nên sứ mệnh của tập đoàn của Tuấn là hướng đến cái việc mà phải đạt được cái việc giúp cho doanh nhân Việt Nam hay là giúp cho công dân Việt Nam họ phải thành công
và hạnh phúc. Và đó sứ mệnh là sứ mệnh của cá nhân Tuấn. Nhưng mà rất là may mắn là trong cái tổ chức khi anh em vào đều có cái gen này. Cho nên là anh em rất là thống nhất, là chung tay đoàn kết vì cái sứ mệnh. Anh em nó cứ nói là sứ mệnh của thầy Tuấn, nhưng trên thực tế đấy cũng chính là sứ mệnh của anh em. Cho nên chúng tôi là đi với nhau là cùng một sứ mệnh để tạo nên thế hệ doanh nhân Việt Nam thành công và hạnh phúc, để hướng tới một thế hệ doanh nhân Việt Nam thật sự khẳng định được sự vĩ đại, chứ không phải là vĩ đại trong chiến tranh, mà chúng ta vĩ đại trong chính cái đời sống bình thường này. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và cũng đã truyền đến cho thế hệ các doanh nhân một cái nguồn cảm hứng để có thể thực hiện sứ mệnh của mình, không chỉ là tốt cho doanh nghiệp mình mà còn là tốt cho cộng đồng xã hội. Xin được chân thành cảm ơn ông, chúc ông thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên sứ mệnh của mình ạ. Vâng, xin chào Diệp Loan, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình. Học viện CEO Hà Nội, giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hotline 0926 776622. Website học viện CEO Hà Nội.com.